Nội dung bài học tiếp theo tôi hướng dẫn cho các bạn về lệnh sản xuất ngày 16 tháng 1. Để có được những thành phẩm lập lệnh sản xuất thì chúng ta phải căn cứ vào đầu ra. Tức là sắp tới chúng ta sẽ phải xuất bán ra các thành phẩm số 456 này, do đó trước ngày bán ra chúng ta phải lập lệnh sản xuất và lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu ra để chế tác ra những thành phẩm này. Để lập được lệnh thì chúng ta vào phân hệ kho, chọn lệnh sản xuất ở góc trên cùng bên trái. Diễn giải các bạn ghi là lệnh sản xuất ngày 16 tháng 1 năm tài chính. Ngày lập lệnh bao giờ cũng phải trước ngày chúng ta xuất hóa đơn bán ra. Mã thành phẩm lần lượt chúng ta chọn là thành phẩm 456, thành phẩm số 4, thành phẩm số 5 và thành phẩm số 6. Số lượng lần lượt là 9 7 6 mỗi một thành phẩm ở trên thì tương ứng với định mức nguyên vật liệu ở bên dưới từ đó phục vụ cho quá trình chúng ta lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu từ lệnh sản xuất lập lệnh xong thì các bạn nhấn cất và đóng lệnh lại phần mềm cập nhật lệnh chúng ta vừa lập trong phân hệ kho táp lệnh sản xuất chọn kỳ các bạn cần xem và nhấn lấy dữ liệu đây là lệnh sản xuất chúng ta vừa mới lập chưa được lập phiếu xuất kho và chưa được lập phiếu nhập kho nên phần mềm không tích vào hai ô vuông này còn lệnh sản xuất bên dưới ngày 10 tháng 1 là chúng ta đã lập đủ phiếu nhập và đủ phiếu xuất. Như vậy, khi nhìn vào đó, chúng ta biết được là lệnh nào đang bị lập thiếu phiếu nhập hoặc phiếu xuất. Nếu lập lệnh sai thì các bạn click mở lệnh ra để sửa lại thông tin cho đúng. Sửa xong thì các bạn nhấn cất. Muốn xóa lệnh sản xuất hoặc là muốn sửa lệnh sản xuất sau khi mà đã lập phiếu nhập kho và phiếu xuất kho thì các bạn phải tích vào phiếu nhập kho phải tích vào phiếu xuất kho để chúng ta bỏ ghi xóa hai phiếu này đi. Sau đó chúng ta mới sửa lại được lệnh sản xuất mà chúng ta đang lập sai. Tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về lệnh sản xuất ngày 16 tháng 1 trên phần mềm MISA